Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền thống năm 2020 là hoạt động thể thao mang tính rộng rãi, một lần nữa khẳng định giá trị của việc luyện tập thể thao, động viên đông đảo nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước. Thông qua ngày chạy Olympic, với mong muốn truyền bá lý tưởng Olympic một cách rộng khắp, xây dựng và hình thành thói quen thường xuyên vận động, luyện tập thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao chất lượng giống nòi, chất lượng cuộc sống trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Cùng với sự kiện tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, huyện Bến Lức còn tổ chức giải Việt dã truyền thống huyện năm 2020. Giải được bắt đầu từ năm 2008, và là một giải thể thao truyền thống được tổ chức định kỳ hàng năm, là một hoạt động thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn huyện. Năm 2020 này là một cái giải thi đấu được duy trì nhiều năm nay nhằm tạo cái sân chơi cho các em học sinh, qua đó tạo điều kiện cho các em có điều kiện rèn luyện sức khỏe, tập luyện thể thao thường xuyên. Đến thời điểm này có thể nói là sau cái diễn biến của tình hình Covid thì việc tập luyện thể thao cũng được duy trì thường xuyên trong trường học cũng như là các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đó cũng là một cái tín hiệu rất là đáng mừng cho cái ngành thể thao Bến Lức đã tạo được sự đồng thuận hưởng ứng của toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện trong công tác tập luyện thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, thực hiện theo cái lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mọi người dân tham gia tập luyện thể thao để rèn luyện sức khỏe, dân cường thì nước thịnh. Đến với giải Việt dã truyền thống của huyện, nhiều vận động viên đã có cơ hội thể hiện khả năng thi đấu và niềm đam mê yêu thích thể thao, bộ môn chạy Việt dã. Anh Nguyễn Phước Hòa, vận động viên thuộc đơn vị xã An Thành, đã tham dự giải kể từ năm đầu tổ chức cho đến nay. Tham dự giải, năm nào anh cũng đạt thành tích cao, không chỉ riêng cho cá nhân mà còn cho tập thể. Và năm nay, anh tiếp tục giành hạng nhất cự ly 4.000m và giúp cho đơn vị xã An Thành giành hạng nhất toàn đoàn ở nội dung thanh niên. Ngoài ra, anh còn là vận động viên tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho phong trào thể dục thể thao huyện trong những năm qua. Tôi tham gia giải Việt dã truyền thống huyện Bến Lức này từ năm 2008 tới hiện tại là tới năm 2020. Thì năm nào thì tôi cũng cố gắng để tập để lấy thành tích cao nhất. Được cái thành tích cao nhất thì mỗi buổi sáng mình phải chăm chỉ tập luyện, rồi trong khi thi đấu giải mình có cự ly tùy theo cự ly bền thì mình phân phối theo sức để mình những có cái thành tích hoặc là một cái nước rút về cuối cùng để mình đạt được thành tích cao nhất. Mùa giải 2020 khép lại với nhiều cảm xúc, trong đó thông điệp về rèn luyện thể dục thể thao tiếp tục được truyền tải đến nhiều người. Qua đó kêu gọi mọi người cần thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần tạo cho con người phát triển toàn diện.